Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại và tiếp tục xem kênh YouTube của bên cửa hàng Tuấn Mô Tô. Hôm nay thì không có cái mic để quay cho anh em nên buộc em phải cầm cái điện thoại em quay. Hôm bữa thì nó có cái mic nhưng mà mic hư rồi nên thành nó không thể quay như lúc trước được. Hôm nay thì em nắm cái điện thoại em quay. Hôm nay thì bên mình giới thiệu cho anh em một con Suzuki GZ150 anh em, đời 2013, dòng xe nhập Nhật nha. Con đặc biệt con này thì nó có vô thắng địa sao cho mình luôn rồi anh em. Thắng địa sao, đó, có vô cái thắng địa sao cho anh em mình luôn rồi. Đó, anh em thấy cái thắng địa không? Thắng địa sao cho anh em mình luôn rồi. Rất là tiện lợi luôn anh em. Giá con này cũng hợp lý cho anh em mình luôn, để giá hữu nghị cho anh em mình. Giá con này mình bán ra 43 triệu anh em, 43 triệu, xe ring đẹp nha. Có thắng địa sao luôn nha. Đó, vỏ trước vỏ sau, vỏ không rụt ha. Dòng sinh đĩa còn mới, à, xe ring, không có độ chế gì hết. Máy móc thì êm ru. À, nhẹ nổ, bình đề càng đèn xi nhanh ok anh em. Anh em mình mua về chỉ việc sử dụng thôi. Và đặc biệt cái giá này thì bên mình bao ship cho anh em toàn quốc nha, tặng nơi cho anh em mình luôn. Đó, anh em không tốn đồng tiền ship nào hết nha. Bên mình bao ship, bao phí vận chuyển luôn cho anh em. Đó, anh em mình mua thì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Còn nếu như anh em nào mà đã tới địa chỉ cửa hàng Tuấn Mô Tô để mua thì bên mình sẽ fix giá xuống cho anh em, để anh em có xe anh em sử dụng. Xe thì bên mình quay video sau thì xe y chang nha. Con này thì có đĩa sao nha anh em, thì giá nó 43 triệu. Đó, có thể là nhiều chiếc nó không có đĩa, hay là nó có thể nó xấu hơn một tí thì giá có thể rẻ hơn cũng có nữa anh em, chứ không phải không. Với cái giá này thì em thấy cũng hợp lý rồi anh em. Đây. 43 triệu. Rồi, phí này là bao phí vận chuyển luôn nha anh em mình rồi. Xe còn khá là đẹp anh em. Nói trong xe này chỉ về việc sử dụng thôi, không cần làm thêm bất kỳ cái gì. Những con xe mà bên cửa hàng mình bán quay video là hình ảnh chân thật nhất anh em. Đó, không qua sửa chữa hình ảnh gì hết, quay đúng chất video, đúng thông tin mô tả. Em mô tả video, em mô tả xe thì nó trong xe có sao thì em mô tả y chang vậy luôn anh em. Hôm nay thì bên mình quay video không có mic ha, nên tiếng nó hơi chắc có thể là hơi bị rè anh em. Đúng không? Đây. Xe này thì còn mới vừa về luôn mà rửa ráy thôi. Bán thay nhớt này nha. Bên mình thay nhớt cho anh em luôn. Rửa ráy và bán, không cần làm thêm cái gì anh em. Con này có đĩa sao, thắng địa sao luôn, tiện lợi. Xe thì máy móc nguyên ring. Đây, anh em nhìn ha, máy móc nguyên ring, chưa làm bất kỳ cái gì nha anh em. Con này thì khá là tuyệt vời anh em. Anh em nào mà xem video bên cửa hàng Tuấn Mô Tô mà anh em chưa bấm đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau là chiếc Sedan 150. Video sau mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đó, anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha, để vào tiện tha vào cái kênh của em để anh em xem nhiều xe bên cửa hàng em đăng lên. Rất là nhiều xe cho anh em mình lựa chọn luôn anh em. Đó. Đây, con xe này thì em thấy cũng khá là đẹp. Có gắn cho mình một cái giá đỡ điện thoại luôn, cũng tiện lợi anh em. Đó, anh em nào có đi đâu thì anh em để điện thoại nè. Con này thì ô đô của nó chạy 24.000 cây, cũng rất là ít thôi. Nói chung là quá là tuyệt vời, xe còn đẹp lên gan anh em. Nước sơn xe không có té ngã chạy bể gì hết nha. Xe còn khá là tuyệt vời luôn. Đây, rất là tuyệt vời anh em. Đó. Nên nào cần thì chốt giá nha. Mấy dòng này nó phun xăng điện tử FI nên nó khá là lợi xăng luôn. Nó rất là lợi xăng nha anh em. Mấy dòng này thì nó FI nên nó rất là lợi xăng. Xăng của nó thì anh em chạy vô tư. Mấy mẫu này thì anh em đi xa rất là tốt. Lợi xăng, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, vì nó là hệ thống trang bị cho mình cái hệ thống phun xăng FI nên nó khá là lợi xăng. Đó, xe này đời 2013 là dòng xe nhập từ Nhật cho anh em. Sẵn cái xe này con có tem này, em giới thiệu cho anh em luôn. Anh em xe nhập khẩu Nhật Bản nè. Còn nếu như đời cao thì chỗ này là China nha, Trung Quốc nha. Còn đây là Nhật Bản nha anh em, từ công ty Honda Việt Nam, công ty Suzuki Việt Nam mình nhập về. Đây. Mà đăng ký năm 2013. Đó, anh em thấy không? Tem này. Còn nếu như anh em nào mà có cái xe đời cao đi, anh em thử xem cái tem chỗ này là chữ gì. Đó, chữ China là Trung Quốc là chắc chắn 100% rồi. Đó, còn đời 2012, 2013, 2014 là Nhật Bản nha. Đó, em biết sao thì em mô tả vậy á anh em. Có gì sai sót thì mong anh em mình góp ý bầu qua, đơn giản vậy thôi. Đó, anh em mình để ý ha. Con này thì khá là tuyệt vời luôn. Thùng bọng đầy đủ hết nha anh em. Cản dừa chống đổ được chi là ok. Yên được chi là rất là đẹp. Đó. Xe còn nguyên bản. Chắc xe thì chắc xe ring. Chắc xe ring toàn tập anh em. Nhìn rất là ken. Đồ sim mà chrome của nó còn khá là bóng. Đó anh em ha. Nhìn, anh em có thể đánh giá chiếc xe được, anh em có thể hình dung xem chiếc xe được luôn. Vì bên mình quay video là hình ảnh chân thật. Đó, để anh em mình nhiều anh em có thể xem. Đây thắng này, rất là ok anh em. Nói chung con này thì em thấy khá là mới, đẹp.
chất lượng, vì bên mình bán ra cái giá cũng hợp lý anh em, chứ nhiều anh em bán nhiều cửa hàng khác bán giá rất cao, bún mấy gần 50 lận, chứ không phải như bên mình là bán 43 đâu, bún mấy 50, thậm chí năm mấy sáu mấy luôn. Anh em mua Suzuki GS thì anh em cũng không cần cái đời cao đâu, quan trọng là xe nó chất lượng, nó ok là mình mua thôi, chứ đời cao nó cũng không tốt anh em. Mấy cái đời cao lại sau này nó làm xe nhẹ lắm, mỏng manh lắm, không có cứng cáp giống như cái đời xe Nhật này. Đây. Nhớt thì bên mình đã thay nhớt và thay lập nhớt hết cho anh em rồi. Anh em mình về chỉ việc sử dụng thôi, hệ thống FI của nó còn khá là mới. Chất lượng xe là không có bị lỗi. Mình kiểm tra, mua kiểm tra rất là kỹ. Hệ thống nguồn xăng ring, FI ring, sạc ring, IC ring. Đó, chất lượng bô nè, nguyên ring luôn. Đó, xe chưa qua sửa chữa hay độ chế bất kỳ một cái gì, nhưng mà xe này thì có vô cho mình một cái thắng đĩa sao, bởi vì thì rất là tiện lợi cho anh em mình luôn. Đó, vậy thì anh em mình về tiện sử dụng này, không cần phải làm thêm. Đó, có thắng đĩa thì rất là ok rồi anh em. Đó, chất lượng anh em, nhiều xe giờ đi tìm thắng đĩa mua mà cũng rất là khó chứ không phải dễ. Đây, xe Suzuki GS 150A đời 2013, xe nhập Nhật nguyên con, xe còn khá là chất lượng. Đó, giá chỉ có 43 triệu thôi, là bên mình bao ship cho anh em tận nơi. Đó, anh em mình không tốn một đồng tiền ship, phí ship nào hết. Anh em chỉ cần ở nhà là anh em nhận xe. Còn nếu như anh em nào rảnh thì anh em ghé lên địa chỉ cửa hàng mình mua, thì bên mình sẽ fix giá xuống cho anh em. Đó, đơn giản anh em, rất là ok cho anh em mình luôn. Đó, đúng không? Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho mình nha. Số điện thoại bên mình 0369 669 659. Số điện thoại bên mình thì có Zalo luôn, để anh em muốn xem hình ảnh rõ hơn một tí, chân thật hơn một tí thì anh em cứ kết bạn Zalo cho mình. Mình sẽ gửi hình ảnh thông tin cho anh em qua bình Zalo nha. Đây là hình ảnh chân thật của xe nha anh em. Xe này là máy riêng nha, máy riêng nha, chưa mở chưa sửa chữa nha. À, máy riêng nha này. Nước sơn còn khá là mới và bóng luôn. Đây, cảnh thật của nó luôn. Anh em nào cần thì liên lạc cho mình. Xe này đồ khá là mới. Cảnh chống đổ rồi ha, đầy đủ hết. Chắc xe là nguyên ring. Bên mình bán là có ship xe tặng nơi cho anh em mình luôn nha. Đó, anh em ở xa thì bên mình nữa ship tặng nơi cho anh em mình luôn.